Hello, hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ đến chung một game mà Hơi thở mặt trời. Thì hôm nay mình sẽ mở cái rương báu của Hơi thở mặt trời nhé bác. Sau khi mà các bạn hoàn thành nhiệm vụ trong vòng một tuần thì các bạn sẽ kiếm được đủ cái chìa khóa. Chủ yếu là cái nhiệm vụ chiến thắng liên đấu này thôi các bạn. Cái nhiệm vụ chiến thắng liên đấu này chúng ta phải làm sớm nhé. Còn đối với các bạn cải chay thì làm cái sự kiện này khá là khoai. Các bạn phải treo máy rồi cho nó đánh tầng lượt, bởi vì các bạn không thể nào bỏ qua lượt được. Mình sẽ quay về cái thằng Su này. Ok. Quay 3 lượt luôn. Hôm nay thì tuần này thì cũng có cái sự kiện vòng Su. Vòng quay may mắn này thì mình chắc cũng sẽ làm clip làm xong cái vòng quay luôn. Ok, chúng ta sẽ mở rương nhé. Mở rương thì hầu như là xác suất có thể là ra hiện như các bạn, bởi vì mình số lương chìa có đủ mà. Đây không biết ra không, chủ yếu là lấy cái này này các bạn, mảnh bạo vật đỏ đặc biệt này. Đối với cái chay thì sẽ cần cái này khá là ngon, bởi vì chỉ có sự kiện này các bạn mới kiếm được free được. Các bạn thấy chưa? Đấy, cái dòng quà thường sắp hết rồi. Hết quà thường thì nó sẽ mở cho các bạn quà cao cấp các bạn nhé. Hầu như thì hết quà thường thì cái tỷ lệ ra quà cao cấp rất là cao. Ngon các bạn này. Bú luôn là 20 vé chiêu mộ đặc biệt. Ui, ra luôn các bạn nhé. Không biết là mở được ra bảo vật đặc biệt gì đây. Ok nhé các bạn nhé. Hầu như chúng ta đã đủ rồi. Tiếp theo nữa thì sẽ đến cái sự kiện thời trang này. Thì thời trang này thì không biết đợt này mình quay ra này. Vé thì tích khá là nhiều. Cái trò chơi này cái chay chơi cũng được. Nhưng vấn đề là các bạn rất là cực trong vấn đề là bỏ qua lượt. Còn quả cá thì cốt khá là ngon. Các bạn chơi ăn dần này về cũng được. Ok nhá, mình sẽ tiếp tục quay thời trang này. Các bạn làm đủ nhiệm vụ thì hầu như các bạn sẽ quay được 3 lần trong vòng một tuần. Đấy, hầu như chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ nhé. Quay ra được cái gì đây? Ui, 1.000 kim cương các bạn. Khoai. Đúng là khoai thật. Đây, đợt này thì mùa này thì sự kiện diễn ra chỉ có vòng quay thường thôi. Vòng quay thường thì nếu mà các bạn có điều kiện thì quay hết luôn. Mình thử tính nhé. Mình còn 300 lượt nữa. 300 lượt nữa đủ không? Chắc là đủ, chắc là mình quay hết luôn đấy. Đấy. Thì đối với những nick như mình bây giờ cũng không thiếu tài nguyên nữa. Chơi lâu rồi mà, mình chơi trò này cũng được 3 tháng rồi. Được cái thì mình ít lên clip thôi. Hoạt động thì mình cũng làm hàng ngày hàng tuần. Một ngày mình dành khoảng thời gian khá là ngắn, khoảng 5 đến 10 phút là mình làm những hoạt động. Một trò chơi game AFK mà. Hơi giống offline một chút thôi, khá là buồn. Tương tác giữa người chơi với người chơi nó khá là ít. Nhưng mà chơi thì nó giải trí được. Đấy, mình sẽ quay nhớ mắt để xem nó đạt bao nhiêu lượt rồi. Sự kiện này. Đây, vòng quay. Quay được 400 lượt, 430 lượt. Chắc là sẽ gắng luôn. Chủ yếu là mình lấy cái xu quay siêu cấp này hôm nào mình chơi sự kiện. Và chơi này thì các bạn tích rất là nhiều, hầu như chúng ta tích rất là nhiều đấy. Đủ chưa nhỉ? À, còn một lần cuối nữa. Bạn thấy chưa, cái tỷ lệ nó ra cái mảnh tướng này nó rất là khó. Quay 300 lần, 200 lần mà không ra được. Rương báu này thì cũng mắc rồi các bạn. Mắc thừa chìa rồi chả biết mở cái gì nữa. À, thừa chìa thì nó thừa tận 6 chìa. Thừa bao nhiêu nào? Có thể là các bạn sẽ thừa khoảng 8 chìa thì các bạn ạ. Thừa khoảng 8 chìa. À, sắp tới, sắp qua ngày rồi. Ok, chúng ta sẽ mở số tướng đợt này cho cả đá thông linh nữa, ngon nhỉ.
Quà thì vẫn bình thường. Được cái trò chơi này thì mỗi người nào mà lên VIP thì cả làng được quà. Game ai Việt Nam, ai lên VIP liên server được quà. Mình check lại một chút. Mở nha các bạn. Thì nó sẽ ra ngẫu nhiên thôi. Không biết nó ra cái trò đặc biệt gì đây. Kích hoạt thể quỷ các bạn sẽ tương chuẩn. Hiện tại thì mình không chơi đam quỷ khá là tiếc nha. Tâm chính của mình hiện tại sắp tới thì mình sẽ lên thần tướng. Mình sẽ lên con tướng này. Đây, mình sẽ lên Tengen nhé. Tengen thì đam bot cũng khỏe mà đi đánh bot khá là khỏe. Đi PvP ngon kết hợp với con Gio này. Con Gio này thì hỗ trợ team khá là tốt. Vậy thì mình sẽ thay bảo vật của Gio vào nha các bạn. Đấy. Gio thì sắp tới mình sẽ lên các bạn. Mình xem là mình có quay đủ Gio không. Triệu hồi này. Cần khoảng bao nhiêu mảnh đây? Cần khoảng 79 mảnh nha các bạn. 79 mảnh thì mình mới lấy được Gio. Đấy, để nâng lên 10. Đủ có đủ không? Mình sợ không đủ đâu các bạn. Đây, 72. Đi đủ luôn các bạn. Đấy, phệt Gio luôn nha các bạn. Đủ không? Không đủ các bạn, khá là cay. Thiếu tận hai vé nữa, chắc là mình phải để mùa sau rồi. Mình mở một chút nào, lấy chút nhân phẩm. Ui. Ui ngon. Ra Tengen luôn các bạn nhé. Ở đợt này đúng cái con tướng mình đang cần lên các bạn. Ra Tengen luôn. Đây, hiện tại mình đang có một Tengen rồi, mới mở ra. Kết hợp với cái rương nữa. Đây hai cái rương này nữa thì mình sẽ lên Tengen luôn các bạn nhé. Ngon các bạn ạ. Từ giấc này nhân phẩm rơi vào đầu. Mình sẽ lên Tengen luôn nhé. Đây, pick một tướng 10 sao nữa. Đây, mình lấy con phút này. Ba, ui. Ba. Ba tướng hề gió. Chắc mình cho thằng này phút luôn đi. Khá là căng nhỉ, chắc phải chiêu mộ các bạn kiểu này à. Mình phải mở túi đồ một chút để gió để kiếm thêm thêm copy để gió còn không nhỉ để như này. Tưởng ngẫu nhiên ra những cái trận lược. Ui. Ra hai thằng ngáo. Ra đúng hai thằng ngáo luôn. Đây mình sẽ chiêu mộ đây. Có thể là mình nâng đi. 1, 2, 3. Cho thằng này đi đi. Chọn nhầm thì thấy bà luôn. Ok nhá, vậy là mình đã đủ luôn. Để nâng lên 11. Con này thì sau này càng ngày càng khỏe nhá các bác. Các tổ cũng hay chơi cái con bên game này lắm. Đấy, ngọt. Lên 11 rồi nhá các bác. Cấp tối đa trang bị thì cũng chưa sắp xếp, mình thử test một chút nè.
Mình thì cũng đang kiếm mấy con tướng quỷ nữa. Mình phải đợi cái con này lên đã, Gio này lên đã các bạn mới khỏe được. Mình test một chút nào, đánh bọt đi. Đánh qua bọt. Đúng không nhỉ? Cho vị trí đầu đi. Ok, mình thử đánh một người nào đó đi. Ui, lạc quá. Trò chơi ai bị giật lắm các bạn. Ok, mình sẽ test một bạn nào đó đi. Bạn này 6 triệu đam, 500 mấy, 1,6 triệu, 1,1 triệu, 2 triệu đi. Thử test bạn 4 triệu đi nhé. Mình thử đánh với bạn này một chút. Đây, sẽ đánh với bạn này một chút nhé. Mình chưa lắp các bạn ạ, chưa lắp và nó lúc nãy đâu nhỉ. Đây, mình sẽ đánh với bạn 4 triệu 5 chiến nhé. Mình chưa lắp tên gen vào. Mình đá thằng này đi. Đấy. Thử xem nhé các bạn. Xem đam nó to không. Cao đứng đầu luôn. Ok, video của mình đến đây chắc cũng là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo. Các bạn thấy hay thì cho mình xin một đăng ký với. Xin chào và hẹn gặp lại.